Hello, xin chào mọi người mới hướng mình. Mọi người bữa nay tiếp tục hành trình cắm cua phần 2 của mọi người. Mời mọi người theo dõi nha. Hơi chỗ này hơi bịch quá mọi người. Xuống mình xúc luôn. Bỏ trong con trong giặt cho một con này. Con này mày chấu rồi. Còn con này về nói ăn thôi. Chưa chấu gì vậy. Lôi xuống gầm chứ. Lôi xuống gầm chứ mình địch mạnh quá đó nhỉ. Con này mình cắm lại sẽ ăn này. Cắm mình ngồi mình đợi. Bảy chín được một con đầu tiên không à, mình đi thăm tiếp mà bảy cái giờ cứ theo bỏ cái thùng ấy gạo 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 mà có gì là tới rồi luôn, là tới rồi luôn hoài đó, để thấy cấm cầu mua cần ngày chưa ăn không à. Còn trời tối dữ rồi, trời gần lặng này nè, mình đi cuốn câu luôn. Hình như cái cần này nó ăn rồi. Mẹ ăn mọi người. Mẹ nó lôi vô mé. Mình sẽ giả nữa. Mọi người cái cần này như bữa nó ăn rồi. Nó giật thẳng kè này. Xúc thử. Dữ rồi. Bên này thắt cua rồi. Bên này ghim giật chữ lắm. Chữ chữ lắm. Vô mắm rồi. Thêm con nữa. Ở đây mình là mình chấu nha mọi người. Mình ăn nhát quá trời nhát luôn. Nó ăn đụng thế là nó nhả. Đây. Cái con này đây. Kẹp dính vô kia cái này. Đúng kia, buông ra. Đây. Con này cô đực quá rồi. Cô đực. Con này chắc dữ dằn. Dằn éo thôi. Hai con. Cũng được đi. Con này nó kẹp dữ lắm luôn. Kẹp vậy luôn. Chỗ này không khéo nó bùm liền. Nó không giữ rồi ta. Khó tôi giờ nó hai càng nó quơ mình chắc không được luôn. À, vô rồi. Mày hả con. Ơi. Thì ra được con rồi. Chỉ cần một con dây nhỏ hay là xong rồi. Đó. Con cua đực với con cua cái. Đây hai con rồi. Hai con vô thùng. Đây. Chút xíu mình thăm quay tiếp.
Đây thì một con nó ăn nữa mọi người. Ủa này gật 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 gật. Chị xúc cho mọi người xem. Gật 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 dữ rồi. Chị nhìn xíu ấy. Chị nhìn xíu ấy. Cú nó không? Mày hả con. Dính luôn. Dính luôn rồi. Cú nó không rồi. Mình chắc con cua rồi mình trấu luôn. Ây. Rồi mình cuốn câu nhảy luôn rồi, tấu dữ rồi. Đã bắt thanh năm đúng 5 giờ, đã bắt thanh cách có khoảng cả ngàn mét rồi nha, lo nó phóng. Nó lo nó nấu dơ dơ dơ. Ba con. Đấy này là nó nhát quá mọi người, chứ nó không nhả ra rồi có khoảng nhả liên tục mình xảy ba cực liền. Nó mấy tà ba lẩu á cũng thiệt, mình cắm nhát tôi bị nhát luôn. Quả của mình được bao nhiêu rồi? Quả được 3 con. Câu gì bật lên đây, 3 con. Con này có khoảng con gạch, con này cũng gạch luôn, 2 con gạch luôn. Nhưng con này 300 gram, con này có 400 gram, con gạch 400 gram. 400 gram là ký 500 ngàn, là ký 500 là 100 gram, 50 là 200 ngàn. Con này 200 ngàn thôi. Đây đó, được con thành quả được bao nhiêu không rồi? Vô anh bỏ vô thùng nữa rồi. Mọi người, mình cũng kết thúc cắm câu buổi chiều hôm nay. Quê hương của mình sống hơi vất vả một chút, nhưng mà ra đồng mình cắm cua, cắm tôm, bắt tôm hồi là nhóc. Hôm xin tạm dừng nhé. Thế thì cho mình xin một like, một clip, mình lại góp ý nha. Xin bye mọi người, bye bye.